Quản lý nghiệp, bí quyết để thành công và hạnh phúc. Nghiệp là một khái niệm cơ bản trong nhiều triết lý phương Đông. Tất cả những hành động, lời nói hay suy nghĩ của chúng ta hôm nay đều dẫn đến một kết quả trong tương lai. Nói về nghiệp chính là nói về sự kết nối của cuộc sống và hậu quả của những hành động của chúng ta. Nghiệp là năng lượng được tạo ra bởi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Năng lượng này, dù tích cực hay tiêu cực, đều định hình trải nghiệm hiện tại và ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta nó không phải là một hệ thống trừng phạt hay khen thưởng mà là luật nhân quả tự nhiên hãy tưởng tượng một người nông dân gieo hạt giống lòng tốt lòng trắc ẩn và sự hào phóng giống như gieo hạt giống của hạnh phúc và bình an ngược lại giận dữ tham lam và đố kỵ giống như gieo hạt giống của đau khổ cũng giống như hạt xoài chỉ có thể mọc thành cây xoài hành động của chúng ta tạo ra kết quả tương ứng sự hiểu biết này trao quyền cho chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, bằng cách hiểu về nghiệp, chúng ta có thể thấy mối liên hệ giữa lựa chọn và trải nghiệm của mình. Hãy học cách giữ tâm bình tĩnh và đừng để cảm xúc tiêu cực điều khiển hành động của mình. Nó cho phép chúng ta chuyển từ vị trí đổ lỗi và nạn nhân sang vị thế trao quyền và chủ động. Biết rõ quy luật nhân quả. Mỗi hành động, dù nhỏ nhất đến đâu, đều tạo ra dấu ấn cho vũ trụ. Một lời nói tử tế, một bàn tay giúp đỡ, một khoảnh khắc tức giận tất cả đều tạo ra năng lượng góp phần tạo nên bức tranh về cuộc sống của chúng ta. Mọi hành động đều có hậu quả. Nếu ta gieo điều xấu, nó sẽ quay lại. Và ngược lại, điều tốt cũng sẽ quay trở lại. Đó là bản chất của nghiệp hành động và hậu quả. Điều quan trọng cần nhớ là luật này hoạt động một cách công bằng, không phán xét. Tương tự như vậy, hành động của chúng ta, dù tích cực hay tiêu cực, đều tạo ra những gọn sóng ảnh hưởng không chỉ đến bản thân, mà còn cả những người xung quanh sự hiểu biết này khuyến khích chúng ta hành động có ý thức và hướng tới điều tốt đẹp hơn khi chúng ta làm hại người khác chúng ta đang làm hại chính mình ngừng đổ lỗi điều này giúp bạn tránh tạo nghiệp xấu cho chính bản thân và tri thức bạn cũng nâng tầm hãy chọn hành động tích cực tử tế và hướng thiện đó là cách trong hạt giống để có cuộc sống tốt đẹp đức phật dạy rằng hận thù không bao giờ chấm dứt bởi hận thù mà chỉ bằng tình yêu thương đây là luật bất biến sự hiểu biết này có thể hướng dẫn chúng ta tạo ra một thế giới hòa bình và hài hòa hơn. Một quan niệm sai lầm phổ biến về nghiệp là nó là một số phận cố định, bạn hiểu sai rồi. Nghiệp không phải là một kịch bản cung nhắc mà là một lực lượng năng động mà chúng ta có thể tác động thông qua nhận thức và hành động trong hiện tại. Thay vì lo lắng và mệt mỏi, bạn có thể chọn gieo hạt giống tích cực mỗi ngày và cảm nhận sự thay đổi tăng dần trong cuộc sống. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, nhưng hiện tại là nơi chúng ta có quyền lựa chọn. Quản lý nghiệp không chỉ giúp chúng tôi thành công trong công việc mà còn cải thiện mối quan hệ cá nhân, giúp chúng tôi sống thanh thản và ý nghĩa hơn. Cuộc sống của chúng tôi sẽ phản ánh những gì chúng tôi gieo trong mỗi ngày. Bạn có thấy rằng chính bản thân bạn, mỗi khi giúp đỡ ai đó hay là một việc tốt, chỉ đơn giản như dắt tay một bà cụ xa lạ băng qua đường đông đúc, bạn thấy vui phải không? Đó chính là vì bạn đang tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân, bạn gieo hạt mầm của lòng tốt bằng cách trầu dồi những phẩm chất tích cực như lòng tốt, sự kiên nhẫn và sự hào phóng, biết cho đi mà không nghĩ mình sẽ nhận lại. Không bao giờ là quá muộn để thay đổi tương lai và sự nghiệp, để cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn, để gieo những hạt giống mới của hạnh phúc và bình an, bình an trong tâm hồn và bình an trong cuộc sống. Mọi khoảnh khắc là một cơ hội để bắt đầu lại. Chìa khóa để chuyển hóa nghiệp của chúng ta nằm ở hiện tại. Suy nghĩ về những hối tiếc trong quá khứ hoặc lo lắng về tương lai chỉ tạo ra thêm đau khổ. Chính trong hiện tại, chúng ta có thể chọn hành động khác đi, thoát khỏi những khuôn mẫu tiêu cực và tạo ra thay đổi tích cực, thực hành chánh niệm. Chú ý đến suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn. Nhận thức được những hạt giống bạn đang gieo trồng trong chính thời điểm này, đó là hạt giống của tình yêu hay hạt giống của nỗi sợ hãi, hạt giống của lòng trắc ẩn hay hạt giống của sự tức giận. Mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để chọn hòa bình hơn là giận dữ tha thứ hơn là oán giận, tử tế hơn là thờ ơ. Nuôi dưỡng hành động lành mạnh hướng tới sự tử tế và tốt đẹp. Chuyển hóa nghiệp của chúng ta bắt đầu từ hành động của chúng ta. Tham gia vào những việc làm tốt đẹp tạo ra năng lượng tích cực lan tỏa, mang lại lợi ích cho bản thân và những người khác. Những hành động này không cần phải là những cử chỉ cao đẹp. Ngay cả những hành động tử tế nhỏ cũng có thể có tác động sâu sắc, thực hành sự hào phóng, dành thời gian, nguồn lực hoặc kỹ năng của bạn cho những người đang cần, làm tình nguyện viên tại một tổ chức từ thiện địa phương, quyên góp cho người có hoàn cảnh khó khăn, hay tham gia các buổi từ thiện, hoặc đơn giản là giúp đỡ một người hàng xóm, nói sự thật, hành động liêm chính và tránh làm hại người khác. Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn, bất kể xuất thân hay tín ngưỡng của họ, không phán xét. Món quà của lời nói, lời nói của chúng ta có sức mạnh to lớn chúng có thể nâng đỡ và truyền cảm hứng hoặc chúng có thể làm tổn thương và hủy hoại đôi khi chỉ một câu nói có thể hủy hoại mọi thứ hoặc một câu nói có thể giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp nói những lời tử tế nói những lời động viên đánh giá cao và khen thưởng đúng lúc một lời khen ngợi đơn giản hoặc một đôi tai biết lắng nghe có thể tạo năng lượng tích cực cho một ngày làm việc tránh nói xấu và lời nói cây nghiệt tránh nói xấu người khác hoặc tham gia vào những lời tự nói tiêu cực Thay vào đó, hãy tập trung vào việc trâu dồi một cuộc đối thoại nội tâm tích cực và giàu lòng trắc ẩn. Sức mạnh của suy nghĩ Suy nghĩ của chúng ta là hạt giống của hành động của chúng ta. Suy nghĩ tiêu cực dẫn đến hành động tiêu cực, trong khi suy nghĩ tích cực tạo điều kiện cho hạnh phúc và bình an. Nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, thực hành lòng biết ơn, tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn và trân trọng những niềm vui giản dị. Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực trong chính bộ não của chúng ta thay vào đó là những suy nghĩ tích cực và tốt đẹp, bạn sẽ thấy rất nhiễm màu đầy. Thực hành thiền từ bi, thực hành mạnh mẽ này liên quan đến việc trầu dồi cảm xúc yêu thương và lòng trắc ẩn cho bản thân và người khác. Bằng cách gửi đi những rung động tích cực này, chúng ta tạo ra một thế giới nội tâm yên bình và hài hòa hơn. Tha thứ và buông bỏ Giữ trong lòng sự tức giận, oán giận và thù hận chỉ tạo ra thêm đau khổ cho chính chúng ta và những người khác tha thứ không phải là bỏ qua những hành động gây hại mà là giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của quá khứ thực hành tha thứ hãy bắt đầu bằng cách tha thứ cho chính mình vì những lỗi lầm trong quá khứ sau đó hãy mở rộng lòng vị tha đó cho những người đã làm tổn thương bạn điều này không có nghĩa là quên đi hoặc bỏ qua hành động của họ mà là chọn giải phóng năng lượng tiêu cực ràng buộc bạn với quá khứ khi chúng ta tha thứ chúng ta mở lòng mình với chính mình chúng ta thoát khỏi vòng luận quẩn của giận dữ và oán giận. Những tiêu cực này là nhân mà chúng ta phải gánh lấy qua nghiệp sau này. Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và từ bi, lòng trắc ẩn là khả năng thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau khổ của người khác, thực hành lòng trắc ẩn, đặt mình vào vị trí của người khác, nuôi dưỡng lòng từ bi, gửi những lời chúc tốt đẹp đến bản thân, những người thân yêu của bạn, người lạ và ngay cả những người bạn cảm thấy khó, yêu thương nhất thực hành mong muốn hạnh phúc và an lạc cho tất cả chúng sinh không ngoại lệ hiệu ứng lan tỏa của việc làm tốt mọi hành động tử tế mọi lời nói từ bi mọi suy nghĩ yêu thương đều tạo ra hiệu ứng lan tỏa vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng giống như một viên soi rơi xuống ao những hành động tích cực của chúng ta tạo ra làn sóng bình an và hạnh phúc chạm đến cuộc sống của vô số người khác hãy nhớ rằng ngay cả những hành động tử tế nhỏ cũng có thể có tác động sâu sắc một nụ cười một đôi tai biết lắng nghe một bàn tay giúp đỡ hãy lan tỏa những điều tốt đẹp bằng cách sống có ý thức và lòng trắc ẩn chúng ta góp phần tạo nên một thế giới hòa bình và hài hòa hơn chúng ta trở thành những người tạo ra thay đổi tích cực tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn cho chính chúng ta và các thế hệ mai sau chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình nghiệp không phải là một số phận cố định mà là một lực lượng năng động mà chúng ta có thể tác động thông qua suy nghĩ lời nói và hành động của mình bằng cách hiểu luật nhân quả chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn có ý thức dẫn đến hạnh phúc và viên mãn hơn nuôi dưỡng hành động lành mạnh nói những lời tử tế và nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực thực hành tha thứ lòng trắc ẩn và từ bi hãy nhớ rằng mọi khoảnh khắc là một cơ hội để gieo những hạt giống mới tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho chính chúng ta và thế giới xung quanh con đường dẫn đến hạnh phúc không phải là con đường có sẵn nó đòi hỏi nỗ lực chủ động thay đổi và gieo mầm từ bạn bằng cách chịu trách nhiệm cho ân nghiệp của mình. Chúng ta bước vào quyền năng của mình với tư cách là người tạo ra vận mệnh của chính mình. Bạn này bạn có muốn thử quản lý nghiệp của mình ngay từ hôm nay không? Hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ, những suy nghĩ tích cực và bạn sẽ tìm thấy sự khác biệt. Cuộc sống của bạn là do chính bạn sáng tạo nên. Hãy gieo hạt giống của tình yêu thương, hãy minh nhận và đức tính tốt. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video khác hay hơn nữa nhé.